Em xin chào buổi chiều đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn hôm nay chiều ngày 21 tháng 6 năm 2021 và chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực chợ Phạm Thế Hiển và đây là khu vực quận 8 và trước mặt chúng ta đó là hình ảnh của một ngôi chợ rất thân thương. Chợ là cái hình ảnh mà rất quen thuộc với cô chú anh chị và các bạn khi mà mỗi ngày sáng sáng đi chợ, chiều chiều đi chợ. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy khung cảnh chợ nó không có còn cảnh xôm tụ tấp nập rộn rã như ngày trước nữa. Một cảnh vật nó vắng lặng, điều hiu. Và chiều hôm nay thì em có dịp có việc đi qua bên quận 8 rồi chỉnh sẵn tiện chỉnh cái máy tính cho người cô, rồi bây giờ trên đường về thì sẵn đây cầm camera lên rồi chia sẻ anh chị và các bạn vài hình ảnh ở khu vực quận 8 để cho các cô chú anh chị ngày xưa khi mà chúng ta còn ở con đường quận 8 thì ngày nay ở cái tỉnh khác hoặc ở đất nước khác thì mình cũng thấy được cái khung cảnh ngày hôm nay như thế nào ha. Thì có rất nhiều cô chú anh chị ở các đất nước hải ngoại cũng có và ở các tỉnh khác cũng có, khi có những đứa con, những người thân đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Nhưng mà thời kỳ dịch bệnh thế này thì cũng rất là lo. Lo không biết ở Sài Gòn như thế nào, quận 8 này làm sao. Thì đây là con đường Phạm Thế Hiển, khu vực phường 4, quận 8. Thì quận 8 ngày nay thì cũng là một cái điểm nóng, nhưng mà điểm nóng nó nằm ở giáp ranh với quận Bình Tân, nằm ở An Lạc, gần An Dương Vương rồi đó ha, gần ở quốc lộ 1 á. Và khu này thì cũng tương đối là ổn, nên thành ra nhờ anh chị và các bạn chúng ta cùng đi lòng vòng khu xóm con đường Phạm Thế Hiển, cũng như hồi nữa mình vòng vô Cao Lỗ để xem ở đó ngày nay như thế nào ha. Cũng rất lâu rồi em không có đi vô đường Cao Lỗ. Và bên đây là bên hông chợ nè, ta thấy không còn rôm rã như ngày xưa. Mà ngày nay những cái hàng quán ăn uống dọc xung quanh các ngôi chợ thì mình thấy cũng lặng lẽ theo. Bây giờ là 6 giờ chiều, nhưng mà mấy tháng này thì trời lâu tối, nhưng mà mau sáng. Tháng 5 chưa nằm, đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối. Bên đây là trường tiểu học Vàm Cỏ Đông, một trong những ngôi trường cũng như là các ngôi trường khác thì ngày nay cũng đang trong cái giai đoạn nghỉ hè. Và đây là đường Đỗ Ngọc Quang, con đường ngắn thôi. Ta sẽ đi một vòng vô Cao Lỗ để xem con đường Cao Lỗ ngày hôm nay như thế nào ha. Cũng lâu rồi cũng không có đi vô con đường đó, vì ngày xưa cũng hay mỗi ngày đi học con đường này. Đây là số mấy 2A lô 10 Phạm Thế Hiển. Nói chung con đường Phạm Thế Hiển là một trong những con đường rất là dài. Một khu xóm này cũng cách ly luôn. Số 2132 Phạm Thế Hiển. Ngày nay thì đi đâu cũng thấy những cái hình ảnh dăng dây rào trắng khắp nơi. Bây giờ F1, F2 gì cũng có viện, trong viện tình nghi là phong tỏa, không cần phải đợi F0 đâu ha. Chỉ thị mới của chính phủ ở Sài Gòn mấy nay cũng căng lắm. Mấy công ty thì giãn cách nhân sự, có nơi thì đóng cửa làm việc tại nhà. Thì hầu như là ví dụ như bên công ty bên Lâm TV thì giãn cách 50% nhân sự, có bên đây làm có mấy người thôi, cũng phải duy trì
chứ không có được, không nghỉ được. Tại vì khi mà kinh doanh của mình ngưng, dòng tiền nó ngưng là coi như mệt mỏi luôn á. Ở bên đây là khu vực bán đồ ăn, quán nhậu rất là nhiều, ở dọc dọc theo số 676A Phạm Thế Hiển. Con đường Phạm Thế Hiển là một trong những con đường dài nhất Sài Gòn luôn, tới số mấy ngàn luôn. Tới đây là ngay ngã ba Cao Lỗ với lại Phạm Thế Hiển. Ở đây thì khác với ngày xưa, khung cảnh mà Vô Lâm TV đi học cách đây cũng gần 10 năm, mà ngày nay con đường này để xem ở đây như thế nào ha. Ngày xưa đi học mỗi buổi chiều là ở đây, nếu mà trời mưa thì bị ngập, và trời nắng hay đường bụi. Đây là khu vực cầu mới, hồi xưa em nhớ tên là cầu gì chứ không phải cầu mới. Ở đây có những con rạch, phía hai bên con rạch là dãy nhà sàn, không phải sàn nhưng mà thấy dạng như là người ta nối đuôi ra cho nó rộng rộng tí. Con rạch nói chung cũng hơi dơ. Thì phía sau nhà người ta đó, các con rạch ở Sài Gòn bây giờ hầu như là cũng như các con rạch ở các đô thị khác đó. Con rạch ở đô thị nó không có sạch như là con rạch ở dưới đồng bằng ở các tỉnh. Ồ, ngày nay con đường Cao Lỗ mình thấy sáng sủa quá ha. Ở hai bên nhà cũng có nhà cũng xây lại rồi, thì nhìn thấy nó thoáng hơn. Ngày xưa qua đây câu cá ở Đồng Diều nè, không biết bây giờ Đồng Diều còn hay không. Hầu như tất cả các video clip của Vô Lâm TV đều là cái dạng hình ảnh, cập nhật hình ảnh cũng như gợi nhớ một số thông tin về ngày xưa để cô chú anh chị hình dung, và không phải là một kênh chuyên về lịch sử. Đó, nên thành ra có nhiều cái Vô Lâm TV chưa có trải qua và những thông tin được nhiều cô chú anh chị chia sẻ thôi. Nên thành ra nó không có sâu lắm, thông tin nó chưa có sâu, chưa có thực tế so với ngày trước, ngày xưa đó. Nên thành ra cô chú anh chị thông cảm ha. Có nhiều cô chú anh chị thắc mắc là thông tin không có đúng, mấy chục năm trước là nó như phải như vậy. Tại vì cái thời đó thì em chưa có, nhiều khi chưa có ra đời nữa. Và đây chỉ là những hình ảnh cập nhật để mình ghép cái ký ức của mình vào khung cảnh này, để gợi nhớ một số hình ảnh về ngày xưa. Ở nhà trong thời gian cách ly này mình cũng có cái để xem cho đỡ buồn, thấy được khu này khu kia khu nọ thế nào hả. Ở đây ngày xưa đường này đi vô khu Đồng Diều nè, một biểu tượng của Đồng Diều, và ngày nay hình như là cũng không còn nữa, không còn cái cổng nữa. Chắc là anh chị cũng quen với cái cổng này ha. Ngày nay thì không còn nữa, cổng Đồng Diều. Thôi chúng ta quay trở ra nha, chạy ra con đường Cao Lỗ rồi mình vòng qua Tạo An Bửu rồi ra Đặng Chất đi về. Nhìn thấy hình ảnh trời chiều vắng lặng, giờ tan sở. Con đường Cao Lỗ ngày nay lớn ghê chưa, quá trời chung cư mọc lên luôn kìa. Ở con đường này có ngôi trường Đại học Sài Gòn, Đại học Công nghệ Sài Gòn. Ngày xưa cũng Vô Lâm TV cũng học mấy năm ở đây. Đây là bệnh viện quận 8. Ngày nay thì đi bệnh viện, đi khám bệnh thì nói chung cũng bất tiện lắm. Bây giờ bệnh viện nào cũng hạn chế nhận bệnh nhân, chỉ tập trung cho chữa cho những người bị nhiễm Covid thôi. Và bên đây là khu vực ngày xưa là khu vực đồng trống đó, và ngày nay đang xây lên cái building nè,
khác quá. Họ với ngày xưa cô chú có cô chú anh chị nào ở khu vực này hay không? Và ngày nay chúng ta lại có dịp nhìn lại. Như đây là giao lộ Tạ Quang Bửu thì phải á. Thẳng Tạ Quang Bửu hướng này thì mình đi tới bến xe quận 8 luôn á. Ngày nay con đường cao lỗ nhìn không ra luôn, rộng lớn. Đường Trần Thị Nơi, đây là con đường Trần Thị Nơi. Ngày xưa khu này phòng cho thuê, khách sạn đồ nhiều lắm, nhưng mà ngày nay không biết còn hay không. Khi mà cái những cái chung cư này hoàn thiện có người vô ở thì chắc có lẽ khu này sẽ rất là sáng sủa, rất là sầm uất luôn á. Và đây tới ngôi trường thân thương một thời đi học, mỗi buổi chiều lại nghe cái mùi cắm ngửi thấy cái mùi của cái cây gì ở đây quên rồi. Trường Đại học Công nghệ, cái mùi thoang thoảng rất là đặc trưng trước cổng trường. Bên khuôn viên trường thì vẫn như ngày xưa, và trước cổng trường thì thay đổi hoàn toàn, có siêu thị, có chung cư, chuẩn bị có trung tâm thương mại nữa nè. Hồi xưa đi lòng vòng ở phía sau trường nè. Gần ở đây thì có mấy quán lẩu dê, quán ăn. Chiều đi học, tan học thì chơi đá banh, với lại chơi xong rồi ra đây ăn lẩu dê rồi về. Bên đây là cổng sau của trường, ngày nay xây thêm ký túc xá lớn quá. Đây là đường Nguyễn Thị Mười. Đây là phía cổng sau, trường cũng đang xây thêm nữa nè. Mấy quán ăn ngày xưa giờ cũng thay đổi luôn rồi. Ngày xưa đây quá trời, ngay chung cư kế bên, chung cư của người thầy, cũng lên xuống đây mấy lần. Nhà thầy ở kế bên trường, học dở nên tối ngày kiếm thầy hoài. Chúng ta quẹo ra nha, quẹo ra. Bán đồ ăn rất là nhiều. Bồn hoa cảnh vật, nói chung nếu mà không có dịch bệnh thì chiều ở đây là nhộn nhịp, hàng quán ăn uống rồi quán cà phê rồi các bạn sinh viên đi lòng vòng. Nhưng mà nay
nay thì dịch bệnh nên là phải chịu thôi. Cầu mong cho cái dịch bệnh này nó sớm đi qua để người dân chúng ta trở lại cuộc sống bình thường ha. Ngày nay đi đâu cũng thấy giăng dây mở trái ra. Mình quẹo phải như con đường này là con đường Tạ Quang Bửu á. Ngày xưa đường này là bụi bặm vô cùng, nhưng mà giờ đỡ rồi. Hồi xưa những cái building ở đây chưa có đổ móng hoàn thiện á, nên xe tải, xe container rồi chạy chở đất cát dơ lắm. Hồi xưa đi vô đây câu cá này, nhưng mà giờ đồng chiều thì cũng giống như là chắc có lẽ không còn, quy hoạch hết rồi. Bên mặt bên đây những cái chung cư đang trong giai đoạn hoàn thiện. Qua cầu này là bên kia là đường Đặng Chất. Cành cầu đây là cầu rạch Sông Sáng. Nghe tên cầu là biết rồi đó, là ngày xưa cái cầu này, cái sông này là do Sáng Múc, xe cô bê, xe Sáng Múc làm, chắc đặt tên là rạch Sông Sáng luôn. Có kênh đào rồi, cái này chắc làm bằng máy nên đặt là kênh sáng, cầu kênh sáng. Cảnh vật buổi chiều chúng ta thấy ở đường Tạ Quang Bửu nè, thấy ở đây khu quận 8 rất là đông, quán ăn quán nhậu đồ không thua gì quận 4 á, nhưng mà thời này thì đứng hình hết. Hết lay quay cũng gần hết tháng 6 luôn rồi, một tháng dịch bệnh ập tới rồi mọi thứ thay đổi tất cả. Giờ riết rồi nhiều quá rồi, không có biết được nguồn lây nhiễm luôn, không có biết nguồn lây nhiễm từ đâu luôn. Đây là giao lộ Âu Dương Lân với lại Tạ Quang Bửu nè, rẽ trái Âu Dương Lân chứ, em nói Đặng Chất là lộn. Bên kia có hải sản Tư Đen. Thôi chúng ta quẹo đây nha, bên khúc kia hơi đường hơi đông á. Khúc chợ Đàn Ông ở đoạn này có quán hủ tiếu ngày xưa rất là đông, rất là ngon, đó là hủ tiếu Nhân Quán đây nè, nhưng mà ngày nay người ta nghỉ dịch luôn rồi. Mấy ngày nay thì nói chung đi ăn có món nào ăn món đó, có ăn là hạnh phúc mà. Người ta có bán là may mắn lắm rồi, ta mà nghĩ luôn là coi như là mình tiêu luôn, không có gì ăn luôn. Như ở dưới quê là có trồng trọt, tự cung tự cấp được, như có gạo sẵn thì cá ngoài ao đó ra bắt, rau ngoài vườn đó ra hái. Còn ở Sài Gòn này thì còn hết, tất cả đều mua hết mà không ai bán nữa, thì coi như là
đói luôn. Rồi video clip ngày hôm nay chắc đến đây sẽ được khép lại. Rất cảm ơn quý chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh ở quận 8 cũng như đi qua đường cao lộ Phạm Thế Hiển, rồi một đoạn Âu Dương Lân thẳng ra Phạm Thế Hiển, gửi bà con cô bác xem để mình thấy được cái khung cảnh ở Sài Gòn, ở quận 8 trong cái đợt bùng dịch này nó như thế nào ha. Nhân đây cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể của chú anh chị, lúc nào cũng an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.